Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Xót xa, Hà Nội có 385 F0 nặng và nguy kịch, ghi nhận 200 ca tử vong do Covid-19. Hà Nội, dịch bệnh liên tục đổi màu, trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh. Về quê ăn Tết thời dịch, vướng lắm quy định chéo ngoe. Bí thư Hà Nội, mua sắm vật tư y tế là cấp bách nhưng phải đúng, cấm tư lợi. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Xót xa, Hà Nội có 385 F0 nặng và nguy kịch, ghi nhận 200 ca tử vong do Covid-19. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông tin, trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 60.192 ca COVID-19. Giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128 từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 5 tháng 1, thành phố có 55.885 ca mắc, trung bình 627 ca một ngày. Thành phố đang điều trị 35.547 trường hợp, trong đó có 123 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 215 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Cũng theo thông tin từ CDC Hà Nội, có 2.647 người đang điều trị tại các bệnh viện khác, 1.514 người điều trị tại cơ sở thu dung thành phố và 5.256 người tại cơ sở thu dung quận, huyện. Thành phố đang có 25.792 người cách ly điều trị tại nhà. Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi đến nay là 42.808 người. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong số hơn 4.100 F0 điều trị tại bệnh viện của Hà Nội, có 2.152 F0 nhẹ không triệu chứng, 1.651 F0 ở mức trung bình và 385 F0 nặng nguy kịch. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng thông tin, trong 385 F0 nặng nguy kịch, số F0 thở mask, gọng kính là 312 người, 21 người thở HFNC, 13 người thở máy không xâm lấn, 36 người thở máy xâm lấn và 3 người phải lọc máu. Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 200 ca tử vong tính từ 27 tháng 4 đến nay, tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 0,3%. So với số ca tử vong chung cả nước hàng ngày, liên tục trên 200 ca một ngày trong tháng 12 năm 2021 và những ngày đầu năm 2022, Hà Nội vẫn giữ được số ca bệnh chuyển nặng, số ca tử vong ở mức thấp. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội cho biết, phần lớn bệnh nhân COVID-19 trở nặng và tử vong, thời gian vừa qua tại bệnh viện có điểm chung là tuổi cao, chưa tiêm vaccine và có bệnh nền. Phó giáo sư tiến sĩ Hải cho biết thêm, F0 nặng nguy kịch giai đoạn này cũng khác với giai đoạn dịch bùng phát trước đây. Cụ thể, giai đoạn bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, các F0 nặng nguy kịch đa dạng ở lứa tuổi với điểm chung là chưa được tiêm vaccine. Ca nặng tử vong có cả người trẻ khoảng 30 đến 40 tuổi. Ở giai đoạn hiện nay, do được phủ vaccine nên các trường hợp nặng nguy kịch chủ yếu là người già có bệnh nền và phần lớn chưa tiêm vaccine. Do số ca mắc tiếp tục leo thang, Hà Nội đã cử thêm lực lượng tham gia quản lý F0 điều trị tại nhà. Theo đó, bên cạnh các trung tâm y tế và trạm y tế, lực lượng đoàn thanh niên, mạng lưới thầy thuốc đồng hành sẽ cùng tham gia quản lý bệnh nhân COVID-19 chăm sóc điều trị tại nhà. Cụ thể, 28 nhóm y bác sĩ thuộc mạng lưới thầy thuốc đồng hành hoạt động từ ngày 17 tháng 12 thăm hỏi và tư vấn cho F0, hỗ trợ y tế cơ sở. Mỗi nhóm có một bác sĩ quản lý, 7 đến 10 bác sĩ tư vấn. Mỗi bác sĩ tư vấn sàng lọc khoảng 40 đến 50 F0 mới một ngày. Từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, 28 nhóm y bác sĩ đã thực hiện 29.741 cuộc gọi, trong đó 17.105 cuộc kết nối thành công. Họ khám sàng lọc, thăm khám, tư vấn hỗ trợ 11.147 người, trong tổng số 16.653 F0 tại nhà, tỷ lệ 66,93%. Khi F0 gọi đến tổng đài 1022, người trực lưu số liên hệ và thông tin cơ bản. Sau đó, bác sĩ mạng lưới thầy thuốc đồng hành gọi lại, sàng lọc, hỏi họ tên, năm sinh, địa chỉ, tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền để đánh giá nguy cơ. Nếu F0 có 3 đến 4 yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ báo y tế địa phương để hỗ trợ chuyển cấp cứu kịp thời. Hà Nội, dịch bệnh liên tục đổi màu, trường học gấp rút đổi phương án đón học sinh. Thưa quý vị, theo thông báo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 10 đơn vị cấp quận có mức độ dịch cấp độ 3 gồm Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì và Thanh Xuân. Như vậy, so với trước đó, quận Đống Đa từ cấp độ 3 đã trở về cấp độ 2, còn Thanh Xuân, Thanh Trì, Gia Lâm tăng lên mức độ 3. Theo đó, quận Đống Đa đủ điều kiện tổ chức cho học sinh lớp 12 đi học trực tiếp, còn học sinh lớp 12 tại quận Thanh Xuân và học sinh lớp 9, lớp 12 tại huyện Thanh Trì, Gia Lâm
chuyển học trực tuyến hoàn toàn từ ngày 4 tháng 1. Học sinh khối 12 tại các quận huyện Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ tiếp tục đến trường học trực tiếp. Ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Quang Trung và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận Đống Đa, ngày 4 tháng 1 năm 2022, học sinh khối 12 được chia theo 2 ca, thứ 2, 4, 6 và 3, 5, 7 để tới trường học trực tiếp. Theo cấp độ phường, quận Đống Đa còn các phường Trung Phụng, Kim Liên, Văn Miếu, Thổ Quan, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa vẫn ở cấp độ 3. Do vậy, những học sinh cư trú tại các phường này sẽ không đến trường học trực tiếp. Dù số lượng học sinh đến trường không nhiều, nhưng các nhà trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp để đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Mọi công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn, thực hiện 5K đều được thực hiện nghiêm túc. Ông Lê Minh Quang, phụ huynh có con học lớp 12 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận định việc Hà Nội liên tục mở đóng cửa trường học gây nhiều xáo trộn về tâm lý, bất an khi dịch bệnh ngày càng có xu hướng tăng. Mỗi lần nhà trường thông báo thay đổi lịch là các cháu phải thay đổi hoàn toàn thời khóa biểu, thời gian sinh hoạt từ học tập tại nhà. Vậy nên tôi cho rằng việc mở rồi lại đóng cửa trường học không đem lại hiệu quả mà tạo thêm áp lực, lo lắng cho phụ huynh, học sinh và cả nhà trường. Trao đổi với Lao Động ngày 6 tháng 1 năm 2022, ông Vương Văn Lâm, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, hiện tại 15 trên 22 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh khối 9. Với cấp trung học phổ thông, 5 trên 5 cơ sở giáo dục đón học sinh khối 12 đến trường theo phương án chia ca chẵn lẻ. Thời điểm này, các trường đang tiến hành kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Việc kiểm tra đánh giá được thực hiện linh hoạt. Đối với các khối đã được đến trường sẽ kiểm tra trực tiếp, các trường lớp chưa đến trường sẽ kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Còn tại huyện Sóc Sơn, nhiều trường trung học cơ sở đã phải chuyển đổi từ trạng thái dạy học trực tiếp đối với khối lớp 9 sang dạy học trực tuyến do tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến mới. Hiện nay, 25 xã thị trấn thuộc huyện Sóc Sơn đều có F0 và số ca nhiễm liên tục tăng. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, khối 12 vẫn đi học theo phương án chia ca 2, 4, 6 và 3, 5, 7. Riêng khối 9 hiện tại chỉ có học sinh khối 9 tại xã Xuân Thu được đến trường học trực tiếp. Các trường trung học cơ sở còn lại chuyển sang trạng thái học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Bà Trần Thị Thanh Huế, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Sóc Sơn thông tin. Theo bà Huế, đây là tuần cao điểm của việc kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Để không gây xáo trộn hay tạo tâm lý lo lắng cho học sinh, phụ huynh, việc kiểm tra đánh giá sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Riêng đối với lớp 12 đã được đi học trở lại, việc kiểm tra đánh giá sẽ được linh hoạt thực hiện, kết hợp giữa kiểm tra trực tiếp và trực tuyến. Về quê ăn Tết thời dịch, vướng lắm quy định chéo ngoe. Thưa quý vị, vừa qua Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thanh Hóa có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn thành phố Thanh Hóa và người dân thành phố Thanh Hóa đang làm việc tại tỉnh ngoài, nước ngoài về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã gây bão trong dư luận. Theo nội dung thư ngỏ, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp, khó lường. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện tại các điểm công cộng tập trung đông người. Vì vậy, thành phố kêu gọi nhân dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thật sự cần thiết. Trao đổi về thư ngỏ này, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thanh Hóa khẳng định đây không phải là cấm mà là thư kêu gọi từ những người sinh sống trên địa bàn thành phố, có người thân đang học tập, công tác xa quê, trong và ngoài nước, thông báo cho người thân biết tình hình dịch ở địa phương. Thành phố không có chủ trương cấm và không thể cấm người dân đi lại được. Khuyến cáo là để người dân giữ sức khỏe trước hết cho bản thân, cho người thân và cộng đồng. Cũng tại Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Nga Phú, huyện Nga Sơn đã ban hành quyết định về việc cách ly y tế tập trung tại nhà 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19 đối với công dân HTV. Được biết, công dân này đi từ Hà Nội về và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thời gian thực hiện cách ly là 14 ngày và phải có kết quả xét nghiệm PCR lần thứ 2 hoặc thứ 3 âm tính thì mới được công nhận hết thời gian cách ly. Hết thời gian cách ly, công dân phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Trong thời gian cách ly, công dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Người cách ly phải tự chi trả chi phí cho 3 lần xét nghiệm và các chi phí khác liên quan trong thời gian thực hiện cách ly. Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, tình hình dịch phức tạp, công dân về đi các phương tiện không an toàn phải tuyên truyền vận động công dân tự nguyện thực hiện phòng chống dịch.
Ông Dậu cho biết vừa qua huyện có tổ chức kiểm tra một số văn bản của xã thiếu căn cứ. Chúng tôi đã chỉ đạo xã ban hành văn bản không được trái với các quy định của cấp trên, phải vận động nhân dân chấp hành vì an toàn chung. Huyện đã đôn đốc nhắc nhở một số xã, cơ bản công dân đồng tình. Một vài người có ý kiến, xã phải có trách nhiệm giám sát sức khỏe công dân cho tốt, quan điểm là tuyên truyền vận động nhưng phương pháp nhiều xã còn làm cứng nhắc. Bí thư Hà Nội, mua sắm vật tư y tế là cấp bách nhưng phải đúng, cấm tư lợi. Thưa quý vị, yêu cầu nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đưa ra kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn diễn ra chiều 5 tháng 1. Theo Bí thư Hà Nội, dịp Tết Dương lịch vừa qua, các cấp, các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa không để xảy ra tụ tập đông người. Bên cạnh đó, các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Các lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, y tế, các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ quản lý F0 tại nhà tiếp tục đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh. Ông Dũng nói, nhờ sự chung sức của các lực lượng, nhất là cung ứng thuốc điều trị kịp thời, nên chủ yếu các ca F0 ở thể nhẹ. 93,5% F0 được điều trị ở tầng 1, tức là ở nhà hoặc cơ sở thu dung của xã, phường, thị trấn, đã được tiếp cận thuốc và chăm sóc sớm. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình tập huấn và tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm, góp phần giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ 23.000 xuống còn 15.000 người. Hoan nghênh các doanh nghiệp hỗ trợ và Thành đoàn Hà Nội có sáng kiến lập trạm ATM oxy miễn phí. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca F0 phát sinh hàng ngày tăng cao, số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới để vào cuộc đồng bộ quyết liệt, trước hết là chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn. Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp rà soát vật tư y tế tiêu hao để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư xét nghiệm, tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết cấp bách vì liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân, nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch. Thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.